ở Đà Lạt có các nhu cầu về công nghệ thì liên hệ với mình nha. Thông tin mình để trên màn hình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hello mọi người nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vòng vòng mọi người. Thì hôm nay mình vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ bởi vì mình chưa có tiền để đổi một cái mic thu âm mới. Khổ ghê. Thì hôm nay mình sẽ đi vô trong đập Angkor nè mọi người. Thì này là hướng đi vô suối vàng nè mọi người. Thì ai muốn đi suối vàng thì đi vào đường này nha. Nghe cái tên đường ghê quá, đi suối vàng. Ở trong này mới mưa xong mọi người nên là lạnh tai déo luôn á, ghê lắm. Thì mọi người cho mình 2 phút giới thiệu nha. Mình làm bên mảng công nghệ, từ hệ thống mạng, camera, rồi hệ thống an ninh, rồi nhà thông minh luôn mọi người. Thì trong Đà Lạt thì mình có gắn thêm camera nhỏ lẻ sử dụng thẻ nhớ nữa. Còn các tỉnh lân cận, tỉnh Lâm Đồng á, thì mình đi dạng công trình lớn thôi. Nếu như mọi người xây biệt thự nè, quán cà phê, không gian rộng lớn, cần giám sát, rồi cần hệ thống mạng phủ sóng cho toàn bộ khu vực rộng lớn á, thì mình làm nó luôn. Rồi mình làm bên máy tính, sửa chữa máy tính, buôn bán máy tính nữa. Ai nhu cầu liên hệ với mình ở thông tin đầu clip cho mọi người. Đầu clip mình có để số điện thoại của mình á. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào trong đập Angkor. Trong này chiêu lắm mọi người, thông hai bên quá chừng luôn á. Nói chung cái này là đi vào buổi chiều xíu, có nắng sẽ đẹp hơn. Còn mình đi lúc này là khoảng tầm 5 giờ mấy rồi. Ồ, phía dưới còn có mây kìa, cây nhiều quá không nhìn thấy rõ được, mà có mây là đà dưới mọi người. Để coi có chỗ nào để đi xuống được không ta. Đây này có nguyên cục mây nè mọi người, cục mây nhỏ xíu không, nhưng mà kiểu như ở dưới thung lũng á, ở trên này trên sườn đồi thung lũng, dưới thung lũng thì có cục mây bị vướng đó. Rồi qua camera cũng thấy được sơ sơ nè, đẹp kìa, mà không có đường để đi xuống, mây bị kẹt ngay đó thôi. Đập Angkor mọi người đẹp lắm. Nên vô mùa mưa nè là có cái cầu đi xuống, nói chung vô đó mình sẽ quay rõ hơn. Trong đó mình thấy tiếp mấy TikToker á, người ta quay đi xuống cầu đó chiêu lắm, rồi trong đó chụp hình cưới được luôn. Đường trong này lâu lâu mình mới vô cho nên mình thấy nó lạ ghê á. Cái này đi buổi sáng mọi người, chứ tối đi ghê lắm, tại vì không có đèn đường á, cũng sợ lắm. Trong này đắp bao cát mới chừng lên chuẩn bị làm gì nữa. Rừng thông vắng hay là làm clip chiêu đã lắm mọi người đi bộ trên đường nè, quay clip chúng là clip si tư được các kiểu á, slow motion lại đẹp lắm luôn á. Mới mưa xong không biết trong này đông người không ta, chứ mình thấy cái đập đó là chiều là có nhiều ta ra ta chụp hình nhiều lắm, tại vì nó đẹp lắm kìa. Hôm bữa mùa nước khô thì người ta không vô chụp hình thôi. Hình như mình tới mọi người, có xe kìa, tới rồi nè. Để coi bên đường có xe không, băng qua. Đây đường đi xuống dưới đập. Xuống vừa sâu vừa trơn nữa. Cái này không cẩn thận là nói chung là lăn xuống luôn, chứ không đi bộ được xuống luôn mọi người. Cái này xong nay mùa mưa nhiều mà nước không có lên tới trên này ta. Ngay chỗ này nè, có một cái đường để mình đi vô để quay cái clip xuống giống như cái hầm á. Tại có người đứng trên đó mình chưa xuống, tí nữa mình xuống mọi người thì nước sẽ chảy xuống đây nè. Nước chảy xuống đây. Rồi chỗ này có cái hầm để đi ra. Nói chung là hôm nay sao tự nhiên phèo quá ta. Nước trong này tưởng đang mùa mưa là nước sẽ nhiều chứ. Trơn ghê lắm mọi người. Cái này nó không có cửa đập luôn á. Thường là đập máy đập giống đập tràn sẽ có cửa đập để mở lên xả nước, này mình không thấy ta. Nay nước cạn xèo luôn mọi người. Kiểu này cắm trại được luôn á, nhưng mà mùa mưa không cắm trại, tại vì lâu lâu có những trận nước trên núi chạy xuống á, nước về đó là xuống bất chợt lắm. Có thể thấy khô như vậy thôi, như quý biết đâu tới tối á là bắt đầu có một trận nước chảy xuống lớn, là vì mùa này không cắm trại không được đâu mọi người. Mùa khô á là cắm trại được trong này luôn nè, dựng lều trại lên đó cắm trại được luôn.
ở trong này thì nhẹ nhàng kìa, nó không có xô bồ với ngoài phố. Để tí mình đi xuống cái đường cho mọi người coi, cái đường đó mình sẽ chèn một cái clip vô khi mà nước lớn á, nước chảy xuống đây nè, là đi vô trong con đường đó xuống nhìn đẹp lắm. Này chắc lâu lắm không có nước chảy, mọi người thấy nước đất rồi nó nứt hết luôn nè, kiểu như rong á, nó bám trên này nó nứt hết trơn luôn. Có duy nhất một cửa xả thôi, cái này cửa xả bên kia sẽ có chỗ kéo lên rồi. Cửa xả này chạy bằng điện mọi người, có nghĩa là mở điện ra là nó xả nước xuống, hay là nó kéo cánh cửa lên nước sẽ chảy xuống đây. Còn mà nước nhiều quá chảy đây không kịp nó lại tràn đây, tràn này nó tràn xuống. Chỗ này trơn, có thể sẽ trơn mọi người, nên mình sẽ đi lên đây tí. Lâu lâu chạy vô trong này thấy nó yên bình hơn ngoài phố nhiều luôn á. Ở đây ta đang bay con Flycam, giống như con mới ra của DJI á. Cái con nó rẻ mọi người, có 5 triệu mấy à, chắc nào mình sẽ mua con đó. Nó nhỏ xíu, nó giống như con Tron vậy á. Hay ta FDV, quên tên tiêu, nhưng mà nó là dòng Flycam bay tốc độ cao mọi người. Nó bay được khoảng tầm 15 phút á. Nó bay nhanh mà nó yếu sinh lý. Không biết có trơn nữa, sợ té sắp mặt quá. Mình thích kiểu đi vô trong chỗ mà có suối rồi có nước rồi có hồ đá giống vậy nè, nó dễ chịu mọi người. Này chắc không ai qua bên kia quay clip đâu ha, tại vì không có cầu qua người chỗ này đâu nhảy qua được đâu. Ngồi coi cửa đập rồi. Đam mê chèo với thuyền vậy mọi người. Tới chỗ này lướt sóng vải đạn luôn ấy. Nay mình thấy trời mưa, mình nghĩ là nước sẽ lớn lắm, tưởng là tràn lên trên này luôn mà nay lại không có ta, kỳ ta. Bây giờ mình sẽ đi lên mọi người, đi lên mình sẽ quay cái cửa xuống đập á, cái hầm mà xuống đập á, cái đó để bữa nào mà nước lớn á, nó chảy xuống đây là đi vào trong cái cửa đó nhìn nó đẹp lắm. Đây mọi người, mình lên tới trên nè, đó chỗ này nè, mấy tiktoker đồ mùa nước lên đó là đi xuống dưới này nè, đó chỗ chính chỗ này luôn, xuống này rồi nước chảy qua, nghĩa là đi tới đó là dừng thôi, nhưng mà quay cái cảnh đi xuống nhìn nó chiêu lắm. Nói chung là nước lên mà đi vô trong này cũng ghê mọi người đó. Chính chỗ hầm này nè, nước cái tràn qua đây rồi, họ sẽ có người đứng trên chụp hình xuống, nhìn đẹp lắm. Mà nay tiếc quá ta, tưởng là nước lớn là sẽ có nước chảy xuống đây mà nay lại không có. Chỗ này mọi người thấy thôi, đừng đi bộ qua nha, trượt chân té xuống này hoặc là té qua bên này á, thấy giờ chứ sâu lắm mọi người, sâu lúc đầu luôn á, nên chỗ này đi qua không được đâu, cho dù là không có nước nó vẫn khô nè, mà đi qua là không thể đi được luôn á. Cùng lắm mọi người muốn đi xuống chỗ này nè, cặp xuống đó thôi, mà tới cái chỗ cửa xả kia dễ trượt chân lắm, tốt nhất là không nên đi xuống mọi người. Đó, trong này hẹp lắm, ai sợ công dân hẹp thì không vô đây được đâu nha, hai bên hẹp lép à. Trên này thì không có đi được, không phần sự cắm vào kìa, nên đâu thể nào leo vào đâu, tại vì chỗ kia nó sẽ có một cái tủ để điều khiển cửa xả, sợ ta lên nó ta phá đó, nên chỗ này cấm vô luôn. Cái cửa xả đó mà đóng lại đó, thì có thể là nước sẽ tràn qua đây luôn. Nó cửa xả đằng kia kìa, nó chỗ đó mà nó đóng lại là nước sẽ tràn lên. Bên kia ta có cá quá chừng luôn. Thì giờ tới Tết mà mọi người đi chơi vô trong này đúng hợp lý luôn á, tại vì có mưa thì cũng mưa nhỏ, mưa có một xíu là tạnh mọi người, không còn mùa mưa bão nữa. Dạ, xe mình mấy bữa nay nó dơ hầy luôn, chưa kịp đi rửa nữa. Bây giờ chắc mình sẽ chạy ra nha mọi người, chứ hôm nay đi dạo xíu đây, nay mình làm về hơi trễ nên là đi dạo xíu. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ra mọi người. Chỗ này lên dốc cao quá, chỗ này băng qua đường cũng ghê mọi người, ngay khúc cua, ngay khuất tầm nhìn tí. Cái nón bảo hiểm mình mới để
trên xe có một xíu thôi mà xương đồ nó bám đầy luôn mọi người. Chỉ như lạnh á, nó động hơi nước lại. Lạnh đã lắm mọi người. Tháng này trời mát mát lạnh lạnh, không có lạnh buốt. Mình không biết sao nữa, giờ cũng tháng 11 rồi, gần Noel rồi mà sao nhiệt độ vẫn dễ chịu mọi người. Chắc có lẽ nhiệt độ lý tưởng này chỉ kéo dài trong vòng vài tuần thôi mọi người, chứ tới tháng 12, đầu tháng 12 bắt đầu lạnh buốt luôn á. Nên tháng này mọi người tranh thủ đi tháng này nè, trời đẹp lắm, không có lạnh. Mình nghĩ có vẻ đi vô trong nhà máy thủy điện này sẽ ngắm được mây đẹp lắm mọi người. Tại vì có đường để đi xuống nè, trong này cũng thoáng nữa, mình nghĩ sẽ ngắm được mây á, nên mình vô trong này. Trong này thì hồi trước thì cấm vào, nhưng mà bây giờ cái đoạn này mình đi được. Nhà máy thủy điện ở tuốt trong kia kìa. Chỗ này sẽ đi ngang cái bãi đá mà hôm bữa mình quay á, bãi đá mà cắm trại đẹp tuyệt đẹp luôn á. Giờ đi vô coi đi, coi bãi đá đó còn không hay là bị nước ngập lên trên rồi. Đường vô trong này vắng lắm, cho nên là mình sẽ tranh thủ quay xíu mình chạy ra, chứ để lát tới thui là sợ lắm mọi người. Đường cái lá thông đồ rơi xuống á, cho nên là nó sợ nó trơn mọi người. Mưa như vậy nè nó sẽ trơn, cho nên là đi chậm chậm thôi. Mình vô trong này chỉ vì cái đám mây này nè. Đó, mọi người thấy không, săn mây buổi chiều tối luôn còn săn mây được á, ghê không mọi người. Nè, mình đang để góc quay rất là hẹp luôn để cho mọi người nhìn thấy rõ mây á. Sao cái camera mình chạm hết được, người ta cảm ứng không ăn luôn à. Đó, đó mọi người thấy không, mây ở dưới. Nói chung là mình sẽ chạy tới đây thôi, tại vì xuống sâu nữa là mình sẽ xuống thấp, mình sẽ không ngó được mây rõ. Đó, ở đây là nhìn thấy mây rõ nè, mình đang để góc quay rất là hẹp luôn. Mình lúc về mình sẽ chỉnh góc quay cái camera này hẹp lại cho mọi người nhìn thấy rõ mây á, nên là nhìn nó không được rộng. Kiểu như đội nón bảo hiểm full face á, cái thở cái hơi nước động lại trong kiến, tại vì môi trường bên ngoài lạnh á, mình thở trong nón nó ấm, nó động hơi nước rồi, nhìn chả thấy gì. Rồi, clip hôm nay mình chỉ đi dạo vô trong chỗ này xíu nha mọi người. Tính quay đập coi đập có tràn nước lên hay không. Mà đập này không tràn nước lên không được đẹp cho lắm. Cái đập hồi nãy phải nước phải tràn lên trên kìa, nhìn nó mới đã. Mình nói chung là hôm nay không coi được nước tràn thì coi may mọi người. Cũng không đến nỗi clip thất bại. Thôi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này nha. Nếu như ai có nhu cầu về công nghệ thì liên hệ với mình nha. Mấy tỉnh lân cận, tỉnh Lâm Đồng như là Đồng Nai, rồi Khánh Hòa, rồi Ninh Thuận, Bình Thuận nữa. Cần giải pháp hệ thống mạng hay giải pháp công nghệ, từ nhỏ tới lớn mình đều tư vấn rồi tham gia lắp đặt hết nha mọi người. Mọi người cần thì liên hệ ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ mình sẽ đi ra. Mọi người thấy clip này hay thì bấm thích và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, để cho mình có thêm được đề xuất. Mình sẽ cố gắng ra clip đều đều, mỗi 9 giờ sáng hàng ngày mình sẽ đăng một clip về Đà Lạt hoặc là về một chỗ nào đó mình đi, mình thấy đẹp mình sẽ quay lại. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Bye mọi người.